Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ tiếp cho quý vị và các bạn một điểm đến khi ta đi du lịch ở Nha Trang. Đó là tôi đang giới thiệu cho quý vị ở đây là cái quảng trường và ban đêm của thành phố Nha Trang. Thì quảng trường mùng 2 tháng 4 được tọa lạc tại địa chỉ 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang. Nó là tâm điểm của hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Với diện tích rộng, cạnh bãi biển Nha Trang xinh đẹp, thoáng mát, nơi đây thường xuyên được chọn là nơi tổ chức các sự kiện lớn của địa phương và của cả nước. Quý vị có thể thấy, đối diện với quảng trường mùng 2 tháng 4 là một hội trường 46 Trần Phú. Nó là trung tâm hội nghị biểu diễn văn hóa nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây quen thuộc với các sự kiện hoành tráng như Festival Biển Nha Trang diễn ra 2 năm một lần, lễ hội của các nhãn hàng nổi tiếng. Hội trường 46 Trần Phú luôn làm sân khấu chính, địa điểm tổ chức các hoạt động quan trọng nhất. Về đêm, ánh đèn lung linh trong lối kiến trúc độc đáo, đẹp mắt và nghệ thuật nên nhiều du khách đã ghé thăm và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Con đường nhỏ bên hông của hội trường 46 nay đã trở thành chợ đêm 46 Trần Phú. Chợ đêm được bày bán hàng nghìn loại hàng hóa và lưu niệm ẩm thực phong phú. Nơi đây luôn nhộn nhịp đông đảo du khách tham quan, đi dạo và thưởng thức ẩm thực, mua sắm hàng đêm. Quý vị khi đến Nha Trang du lịch đừng nên bỏ lỡ nơi này nhé. Cạnh quảng trường mùng 2 tháng 4 còn có tháp Trầm Hương. Hình ảnh quen thuộc với nhiều du khách như là một biểu tượng đặc trưng. Tháp Trầm Hương được xây dựng lại từ một công trình khác nên kiến trúc khá phức tạp và nét giống như một cái mục măng tre vươn lên trên cao. Tại quảng trường 2 tháng 4, du khách cũng có thể cảm nhận được hết những hoạt động cảnh quan của thành phố biển Nha Trang. Hàng chục tòa nhà khách sạn cao cấp xung quanh với các hoạt động giải trí, buôn bán, nghỉ dưỡng, vui nhộn và rất kỳ thú. Quảng trường 2 tháng 4 được coi là một trung tâm du lịch của thành phố Nha Trang và được du khách quan tâm. Thì vừa rồi tôi có chia sẻ cho quý vị sơ qua về cái quảng trường 2 tháng 4 cũng như trung tâm hội nghị của 2 tháng 4 trong hội trường. Quý vị xem video vui lòng nhấn like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin chào quý vị.